Mọi cảm ơn mọi người đến với Nhìn Number Phone TV là Hào đây. Hôm nay là một chiếc vlog quay ở nhà ha. Nói chung bữa nay gần Tết rồi, Hà đang chuẩn bị xếp đồ để gần đi về quê, cho nên sẵn tiện nói chung cũng bị ngứa ghê, cho nên là muốn quay vlog, cho là do lựa nước hoa nữa, cho nên là muốn quay cho mọi người coi, chứ cũng đang xếp đồ cũng hơi làm biến, không có muốn xếp thế nào cho cái đây cũng đúng kiểu như là kiếp nạn hàng năm vậy đó. Xếp đồ rất là cực luôn á, rất là nhiều thứ để Hào đem về luôn á. Đây nè, đây còn nguyên một đống chiến trường chưa xếp luôn. Nhưng mà thôi kệ, mình có quay vlog trước đi, nên vô công chuyện. Vô ok, thì đây là bộ sưu tập của Hào ha. Lần này á thì Hào đem về, nói chung Hào cũng không biết đem về bao nhiêu, thường thường Hào sẽ đem về hết, nhưng mà năm nay tại gia Hào về cũng có tầm khoảng là 12 cho tới 13 ngày thôi, và thường thường mỗi ngày Hào chỉ tầm có 2 chai á, cho nên Hào cái số lượng lần này Hào cũng sẽ giới hạn lại xuống một xíu ha. Nói về cái lịch trình của Hào mà về quê ăn Tết thì đa số nó sẽ rất là ít thứ để mà làm á, tại vì biết sao, nhà Hào là nhà buôn bán kinh doanh, cho nên thường thường á là Hào đi về quê, Hào không có được đi chơi nhiều như là mấy đứa bạn thì nó sẽ đi chơi về giống như là kiểu cà phê cà pháo xong rồi đi tụ tập này nọ, còn Hào là không nha. Về quê mà cũng giống nghĩa là như là 6 giờ mẹ dậy là cũng phải, Hào cũng phải dậy luôn và phụ để bưng hoa đồ ra rồi để phụ bán á, rồi đi ăn là về liền, cho nên là đa số Hào chỉ ở nhà thôi. Cho nên đối với những cái chai nước hoa mà nó hơi gọi là limited edition một xíu hoặc là discontinued hiếm hơn một xíu thì Hào sẽ không có xài, bởi vì cũng thay tiết, nói chung là cũng thay tiết, tự nhiên ở nhà thì sẽ chia mấy mùi xịn xịn. Với lại một điều lưu ý nữa đó là khi mà về quê ăn Tết nha, miền Trung á thì lúc nào nó cũng sẽ trời thời tiết nó mát mát á, kiểu như nó hơi xe lạnh lạnh một xíu, năm nào cũng vậy luôn, từ rất lâu nay rồi, mấy chục năm luôn á, cho nên là Hào quyết định đó là đa số lần này Hào sẽ đem về mùi ấm là chính, chứ mùi mát như là Hào bỏ, Hào không có đem về mấy con cũng ít có xài á, kiểu như cũng tranh thủ mà mọi người cũng biết là dân ở Sài Gòn mình chịu nóng quanh năm rồi, cho nên đối với một người mà Hào có thể về trải nghiệm được cái mùi lạnh, cái là mùi thời tiết nó mát mẻ một xíu, thì Hào sẽ trân dụng tất cả những cái mùi hương ấm mà Hào có. Cho nên đối với ở chẳng hạn như ở nhà mà trời mát mát đi thì có lẽ Hào sẽ đem cái chai này về, Club Black của Mercedes Benz. Em này thật ra để Hào để xó ở trong Sài Gòn cũng khá là lâu á, bởi vì mọi người cũng biết mà cái mùi này là kiểu mùi smoky vanilla, mùi vani, nhưng mà nó hơi khó khói, nó hơi kiểu có mùi nhang một xíu, nên thật sự nó thẳng ra là rất là khó xài ở Sài Gòn thật sự luôn á. Mùi đó đã vừa ngọt của vani, rất là một cái thùng túi vani nè, mà nó còn kiểu khói nữa thì ai mà xài má đó, kiểu vậy. Cho nên là Hào quyết định Hào đem chai này về và để dùng những cái dịp mà giống như chị ở nhà tranh thủ xịt cho nó cũng vơi bớt, chứ để thôi con nè, Hào cũng còn khá là nhiều luôn á, cho nên nếu mà không xài thì cũng chả biết xài vào dịp nào luôn á. Thì như cái chai này thì Hào sẽ xài ở nhà. Rồi có thêm một vài option nếu mà lựa một mùi mát đi để mà dự phòng á, thì Hào chỉ đem vào cái chai này thôi. Cái chai này cũng là Mercedes-Benz luôn, thì là một perfume. Chai này Hào tính là mùi mát luôn, bởi vì nó mùi tông mùi green leather da thuộc, với lại kiểu nó hơi út một xíu, một út nhẹ, cho nên Hào thấy nó vẫn rất là dễ xài cho mùa đông với lại cái là như quanh năm luôn. Nếu mà thêm một mùi ấm nữa mà kiểu như loại rẻ tiền ấy mà cũng biết xài ở trong này thì có thêm, chắc lấy thêm chai Halloween Man Shot này. Halloween Man Shot thì mùi nó giống theo miêu tả nha, thì Hào thấy nó giống với lại Lanvin The Lom của YSL, mà dĩ nhiên nó rẻ hơn, tôi mua chai này có 400k à, kiểu đúng rẻ luôn á, mà bám tỏ cũng tốt nữa nha, nhưng mà nó sẽ ngọt hơn với Lanvin The Lom, nó kiểu nó ít cay hơn xíu á, cảm giác nó mùi nó giống nhưng mà tầm khoảng 50% thôi à, cho nên cái chai này lâu nay tôi cũng biết có xài nên tôi sẽ đem về. Vậy là hồi nãy tôi có nói á, đó là sẽ không có đem về những cái mùi mát nữa, bởi vì cá nhân nha, hiện tại giờ Hào cái bộ sưu tập của Hào mùi ấm á thì nhiều, nhưng mà mùi mát thì không có được bao nhiêu hết trơn á, nó rất là ít, giống như là Bucuri Aqua Amara, chai này Hào cũng đem về rất là nhiều lần rồi, kiểu mùi nó cũng quen thuộc á, nó cũng không gì quá mới lạ, và Hào muốn kiểu như là thay đổi hình ảnh bản thân hàng năm mỗi khi mà mình về mình ra gặp lại bạn bè và cũng như là dòng họ nữa, cho nên Hào sẽ không làm, nói chung là không, lần này năm nay á Hào cũng có thay đổi khá nhiều vào trong gu ăn mặc nữa, cho nên là Hào sẽ không đem về cái mùi nước hoa nào mà nó quá quen thuộc, kiểu như nó quá gọi là safe, nó không quá an toàn á, thì Hào thấy nó hơi chán. Cho nên những cái chai như là Versace Versace nè, rồi Chanel Chance Eau Fraiche cũng không đem luôn, Hào quyết tâm là không đem luôn. Chai này cũng không. Ôi mỏi tay quá trời, chút lấy cái gì kêu lên là mỏi tay quá. Yes, much better. No, nãy cầm mỏi tay của má ơi. Đó, tiếp theo hồi nãy thì nói tới đâu rồi ta? Bộ sưu tập của Hào tiếp theo ha, thì một vài chai thì chắc chắn Hào sẽ đem gì đó là mùi gì ta?
mùi mát thì bỏ qua thôi, chỉ nhìn hai cái chai Club de Nuit này nè. Club de Nuit này cũng không đem gì, thứ hai là nó cũng quá nặng. Tiếp theo thì mình có một cái chai mà có lẽ họ sẽ không đem gì nữa, đó chính là Charles Club, hơi lạ một xíu, đó là giữ mùi mát mà không đem, đấy là mùi ấm, đây cũng mùi ấm nhưng là mùi kiểu đặc trưng á mà họ không đem gì, tại do họ thấy nó hơi chán á. Như là ADN của Charles Club sau này nó cũng kiểu nó hơi bị đại trà, nó thẳng là đại trà, bởi vì chai này nó quá nổi luôn á. Tông mùi vani với lại thuốc lá vẫn rất là hay, rất là thơm, họ thích, nhưng mà thật sự mùi này nó không còn quá độc đáo nữa. Và dĩ nhiên cái combo mùi Iris của họ sẽ đem về đó chính là Fleur de Peau nè và Pratolom Intense. Hai cái chai này chắc chắn họ sẽ xài rất nhiều trong cái dịp sắp tới, bởi vì đó là signature của mình mà. Signature của họ Iris, mùi kiểu nó thể hiện được cái phong cách của họ thích, đó là nó có phần gì đó unisex, da thịt cho nó phấn phóng một xíu, đó là cái luôn luôn họ thích và chắc chắn họ sẽ đem chai này về. Chai này hiện tại là chai nước hoa họ thích nhất và cảm giác là họ tự hào và đáng có nhất trong bộ sưu tập của họ luôn á. Đó, tiếp theo thì họ H24 lâu nay họ không xài luôn á, họ cảm giác nó xanh, nó sang và ban đầu họ thích, xong cái điện họ mua về họ xài thời gian cái bị chán á, cái bị chán, xong cái họ lấy chút ra họ bass bớt cho họ không thích nữa. Đó, thì đó là một vài chai họ sẽ đem về. Đầu tiên là đúng rồi, không thể thiếu, đó là Original Santal của Creed, nhà Creed. Nếu mà những cái tông mùi như là Iris của Pratolome Intense với lại là Fleur de Peau á, thì cảm giác là nó sang nhưng mà kiểu nó có phần trẻ, thì những cái trang phục dạo này họ thấy thích và mặc những cái trang phục như là với giày loafer rồi quần tay dài, quần tay nè, với lại áo sơ mi đen rồi á, kiểu như là những cái tông bộ trang phục nó tối giản đơn giản một xíu á, thì họ hay xịt cái chai Creed Original Santal này lắm. Nhiều người thì có lẽ sẽ nói nó hơi già một xíu á, nhưng mà đúng là họ thấy nó già thiệt, nhưng mà nó có một cái gì đó làm họ luôn luôn thích về cái em này. Nói chung là thích từ lâu lắm rồi, cũng như là love at first smell vậy đó. Ngửi lần đầu và họ thích và họ cuốn luôn tới tận bây giờ, và sau 8 năm họ mới có được cái chai này á. Đó, thì tổng quan qua thì đó là những cái chai họ sẽ đem về ha. Đầu tiên á là hai tông mùi signature của họ sẽ là có Pratolome Intense với lại Fleur de Peau. Họ quyết định là không đem về chai Pratolome. Họ quyết định không đem về chai Pratolome bởi vì mùi nó cũng khá là nhẹ, cho nên kiểu mùi nhẹ phấn phấn này họ thấy xài trong Sài Gòn thì thích hơn, chứ còn đem về ngoài quê thấy nó chán chán thì sao á, ấy là kiểu nó bị nhạt nhòa quá, trong môi trường văn phòng gần gần xíu thì sao ok. Và là cái chai này batch mới á, không phải là batch mới mà là cái chai này họ mới xịt không có được nhiều cho nên mùi nó chưa có ngọt hơn á. Cái chai của hào cũ của hào á, hào đã xịt rất là nhiều rồi cho nên nó ngọt hơn nhiều so với khi mà mới khui ra ha. À đúng rồi, còn hai chai nữa thì chắc chắn họ sẽ đem về, đó chính là Sash của Sarah Jessica Parker với lại chai thứ hai là Teremes mùi bột phun thì khỏi nói rồi ha. Cái mùi nó đậm, nó khô hơn cái mùi kiểu vetiver với lại mùi gỗ là mùi cam đắng nè. Cái chai này thì đúng nghĩa là nó sẽ là một cái vibe cùng vibe với lại họ thấy Creed Original Santal, kiểu như là muốn thể hiện cái sự kiểu phú ông rồi giàu có, thể hiện vậy thôi chứ giàu thì không giàu đâu, mà kiểu giống như sang hơn, nó là già đời hơn xíu á, như là gu nó hơi già hơn xíu thì họ thấy cái đem cái chai này quá hợp. Còn cái chai này là họ thích bởi vì mùi gỗ đàn hương rất là lạ, rất là hay. Nhưng mà tuy nhiên nha, có một cái lưu ý họ để ý rằng á, đó là đối với những cái người họ không nói là những bạn trẻ, nhưng mà những cái người mà giống như ba mẹ họ là dòng họ lớn tuổi á, về quê họ không bao giờ khen những cái chai nước hoa họ xài hết trơn, chẳng hạn như là Stash hay là Original Santal, mẹ họ luôn luôn kêu đó là xài mấy cái mùi gì mà nó nồng, nó già, mà nó mái gì, nó không có thơm. Nó thẳng là mẹ họ hay dùng tưởng là không có thơm, nghe nó rất là kỳ đó. Đa số ở ngoài quê họ mỗi lần họ đi gặp dòng họ đó là họ, khi mà họ xịt những cái chai mùi như là Dior Sauvage hoặc là Fleur de Chanel thì mọi người dòng họ của họ luôn luôn khen đó là trời ơi xài mùi gì mà sang dữ vậy, chỗ mùi đây sang nè, thơm nè, được đó con. Còn các bạn xài những cái mùi họ cực kỳ gọi là đâm đắt á, giống như là Fleur de Peau. Fleur de Peau thì năm nay mới chưa về ra mắt cho nên là chưa có thử. Original Santal cũng mới năm nay thôi, mà có những cái chai như là Charles Cup đồ này nọ nha, có Charles Cup họ đã đem về từ trước rồi, hoặc là Teremes cũng có một năm họ đem về rồi, không có ai nói nữa, nói gì hết trơn á, kiểu như mọi người rất là thờ ơ với những cái mùi lạ, mọi người quá quen thuộc với là những cái mùi đó, cho nên nếu mà mọi người mà những ai mà có xài gu như Hào á thì gọi là muốn có compliment cũng được khen á, mà xài những cái chai giống Hào á, nhiều khi vào quê cũng chưa chắc gì có đâu, mặc dù là mình rất là tự tin, mình rất là tự hào về những cái chai nước hoa đó. Đó là một cái điểm Hào thấy hơi buồn một xíu về kiểu như là sự dùng nước hoa, nhưng mà quan trọng á là mình thấy thích hay không thôi, thì cái đó là chỉ là lo lo có khen thì tốt, đấy là cũng vui, nhưng mà không có thì thôi, đâu sao đâu, bởi vì nó là nước hoa của mình xài mà. Thì tóm tắt lại thì về quê thì họ sẽ có hai, nói chung là cỡ hai mốc thời gian, nhưng mà là trước giao thừa là họ sẽ đa số ở nhà khá là nhiều, cho nên là họ sẽ đem một vài chai nó rẻ tiền nè, với lại họ còn new juice khá là nhiều để họ có thể xịt ở nhà, như là kiểu no brand á, kiểu như xịt vô tri á và không có sợ tiếc.
Giống như là mình có Hollywood, Halloween, Halloween Man Shot. Chai này nè, mình có tính đem về chai Mercedes-Benz Le Parfum. Và lại tiếp theo còn một chai nữa sẽ là Club Black, một cái chai ngọt rất là khó xài ở Sài Gòn nha. Thì nào sẽ đem về xịt ở những cái dịp ở nhà ăn mặc muốn xịt gì xịt rồi. Đây là không có quan trọng về outfit. Tiếp theo thì có vài chai Hào chắc chắn Hào sẽ đem để mà đi ăn diện trong Tết hoặc là đi chơi gì đó ha. Fleur de Peau, Diptyque, Diptyque, Fleur de Peau, Prada L'Homme Intense, chắc chắn for sure. Creek Original Santal, mình có thêm Jasper Hào không đem, mùi nó cũ rồi, Hào xài quá lâu rồi. Stash Sarah Jessica Parker, Terry Thomas. Những mùa mát coi như là pass hết, lần này sẽ không đem mùa mát giờ. Bởi vì ở ngoài quê, ba Hào cũng còn chai Club de Nuit Limited Hào mua cho ba Hào, cho nên nếu mà Hào thích đó, thì Hào còn mùa mát thì Hào sẽ ghé chai đó thôi. Chứ đem về mắt con cũng nặng á đó. Đó, thì đó là tóm tắt một vài cái chai nước hoa Hào sẽ đem về. Có tổng cộng là 30 chai nhưng mà cuối cùng Hào đem về chỉ tầm dưới 10 chai à. Nói chung quá là biến người, mệt. Ok, và đó là một vài tiêu điểm chai nước hoa Hào muốn đem về ha. Thì hẹn gặp mọi người ở những vlog tiếp theo nha. Bây giờ phải tiếp tục đi cắt đồ. Chứ giờ không phát thì không có đẹp đồ đem nhẹ. Bye bye. Hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Và nhớ like và subscribe nha. Bye bye.